Ngày 21 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh một tổ kiểm lâm đi xe biển xanh được cho là đang dừng kiểm tra ô tô tải. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, thì một người đàn ông đứng giữa hai cán bộ kiểm lâm tát người trên xe tải. Thế vậy, một người ở trên xe tải liền lao vào xô xát với người đàn ông này, rồi lên xe đóng cửa và cho rằng cán bộ kiểm lâm gọi người tới đánh dân. Ngoài ra, trong phần bình luận còn có video to tiếng qua lại giữa cán bộ kiểm lâm với tài xế. Trong đó, lúc nói chuyện, cán bộ kiểm lâm gọi tài xế là đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp. Riêng chiếc xe này đã chở rất nhiều hàng lậu. Hôm nay, đối tượng này cố tình gây khó khăn cho đội kiểm tra. Trước cách gọi của cán bộ kiểm lâm, người trên xe tải đã không bằng lòng và cho rằng vị cán bộ kiểm lâm này vu khống mình khi gọi là đối tượng buôn lậu. Sau khi đoạn video clip được đăng tải, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đề nghị ngành kiểm lâm vào cuộc kiểm tra để làm rõ sự việc. Trao đổi với báo chí, ông Hồ Sĩ Trung, đội trưởng đội cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, chi cục kiểm lâm Nghệ An cho biết đơn vị đã nắm được thông tin về đoạn video trên. Sự việc xảy ra trên đường tránh thành phố Vinh vào chiều ngày 20 tháng 10. Trước đó, đội cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 nhận được tin báo về việc xe này chở lâm sản từ trong phía Nam về nên triển khai lực lượng để dừng xe kiểm tra. Theo ông Trung, người đàn ông đánh tài xế không liên quan gì đến tổ công tác hay lực lượng kiểm lâm. Người đàn ông đó đi ngang qua, thấy bức xúc trước lời nói của tài xế, không kiềm chế được nên tát tài xế.